Còn những cái điều quan trọng mà lúc mà sư phụ còn trẻ là cái gì? Quan trọng thì phụ còn trẻ là gì hả? Dạ, thôi. Hả? Dạ, lúc nó sẽ khác tới bây giờ. Lúc mấy tuổi? Mình nói đúng mấy tuổi rồi, chị nhớ mấy tuổi rồi, trả lời mấy tuổi. Lúc 30 tuổi. 30 tuổi hả? Dạ. Không, 30 tuổi lúc đó làm chủ rồi. 27 tuổi lại phụ cưới vợ đầu tiên. Có đứa con 9 tháng mà mình kể ông đó mình không có tiền trả tiền nhà hàng đó. Rồi về bảo quậy quá có 4.000 mà không có. Mất con vợ đó. Bây giờ bà có bồ khác. Rồi bác Thanh bây giờ lúc đó là 27 tuổi. Rồi cái là độc thân một mình đi xe phòng vòng đây nè. Thì lúc đó mở hãng rồi. Tưởng hỏi lúc tuổi 16 chứ, rồi dữ. Nhưng mà hồi xưa á là họ không có biết tiếng Việt. Hộ nghèo lắm, đi học high school ở đây nè, từ lớp 9 tới lớp 12. Người ta có giờ á là người ta chiều đi cô gái, đã banh đủ không? Nó đang nít này đông lắm, Việt Nam khoảng 300-400 đứa nít trong trường học. Nhưng mà mình phải có cái chớp cây xăng ở ngay đường số 4 với đường Vua Lâm ngoài đò, ở ngoài đậu Thao San Jose á. Thì lúc đó nguyên một buổi tối mà ngồi bán xăng trong cái chuồng bấm, 1 giờ nó trả như 2 đồng 25 cent 1 tiếng đồng hồ, mà làm liên tục 4 năm. Từ vừa ra khỏi trường học là chạy tới đó là 15 phút, là khoảng 3 giờ cho tới 1 giờ khuya, mỗi ngày liên tục 4 năm, thứ bảy chủ nhật cũng phải làm luôn. Thì nó rảnh dữ lắm. Mình làm bài homework xong thì lúc đó mình làm gì? Ở San Jose downtown đường San Carlos nó có cái thư viện San Jose, sách Việt Nam thời đó nhiều lắm, là vô là mượn hết sách, từ sách kiếm hiệp, thần điêu, đại hiệp, anh hùng, chợ điêu, sở hán, tranh hùng, qua tới chuyện của Duyên Anh luôn, qua luôn chuyện của Kim Dung nữa. Không có cái sách nào ở trong thư viện mà không đọc hết, làm như trời vậy đó. Tại nghèo quá phải đi làm, mà ban đêm nó rảnh, làm hết bài làm gì? Lẽ ngồi chơi, cho nên mượn sách Việt Nam đọc. Thì từ đó mình mới có biết nhiều về đất nước Việt Nam. Chứ nếu mà con nhà giàu rảnh đâu mà đọc. Những thằng bạn mà học high school thời nay á, nó không biết tiếng Việt luôn á, hiểu không? Thì hôm nay mình đâu có dùng tiếng Việt mình lên để được. Bữa nay là 206 cái clip. Thì có phải là ở trên xu khiến không? Bất bí nó tùng quyền. Cho nên cả cái thư viện San Jose không có sách gì cũng không chữa cho. Chờ cái sách Hồ Chí Minh không đọc thôi à. Hồi xưa đọc 4 tướng Đà Lạt, thời Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Hai, Đoàn Văn Mậu, rồi vua mấy vua của mình nữa. Thế là nhai hết, nhai 4 năm trời, mỗi một ngày 9 tiếng đồng hồ. Quý vị nghĩ nhân lên bao nhiêu đêm cô đơn ngồi ở đó. Đâu có 1 giờ đâu mà đi cua gái, mà con nào nó ưa mình nó cũng đâu có giờ đâu, đi chơi thôi. Cả cuộc đời chứ bộ không có đụng tới phụ nữ nhiều. Nghèo mà phải lo đi làm. Nhưng mà mình đâu có biết, ở trên suối khiến vậy đó. Thì từ đó mình mới biết được lịch sử Việt Nam nhiều. Cho nên giờ con nói lịch sử Việt Nam á, có nhiều người nói sao anh qua Mỹ 13-14 tuổi mà anh biết gì? Tại tao nghèo tao biết chứ tao... Mấy thằng bạn nó giàu á, có ba má nó nuôi. Rồi, nó tại vì mình không có cha mẹ nha. Một người bà con gần nhất cũng không có ở đây nữa. Đói là chỉ có ra đường thôi. Thí dụ mình có cô cậu bạn gì hay là ông khơi sành hay là bà con 2-3 đời đi, bà con bạn gì đầu xa xa cũng được. Mình không có ai á, nó khổ vậy đó. Rồi có một nhỏ bồ tên Yến, tóc dài đẹp, rồi đi bỏ báo. Sáng đó cái người bồ của nó bình thường đẹp trai lắm, mà lúc mà đi bỏ báo không một bù xù, rồi vải cái bịch báo nữa, và lái xe đạp trâu. Qua ngày sau á là kìa, dĩ nhiên nó không thèm nhìn mình chứ nó mãi sụp. Cái chạy theo nói chuyện đó nó không thèm trả lời luôn, là mình biết mình bị đá rồi. Ai với Đà Phật buồn lắm. Mà thấy kỳ ta, mình nói là mình nghèo thôi chứ mình đâu có làm gì sai đâu. Nhờ vậy mà mới có sự phụ ngày hôm nay. Đó là kinh nghiệm con. Bởi vì giờ là mà cái gì đó, một túp lều chanh hai quả tim vàng chuyện nó không có. Không có túp lều chanh hai quả tim vàng đâu. Sau đó mặt cản không dám của ai luôn. Rồi hỏi gì nữa con? Cái câu này, cái câu cuối cùng nó hơi riêng tư một chút. Thì ở đây tự nhiên sư phụ cũng có bắt buộc các con của sư phụ theo cái đạo Thiên Tâm. Sư phụ không có bắt, nhưng mà mỗi đứa nó đều có cái sứ mệnh, mỗi đứa nó đóng vai Bồ Tát nghịch, mỗi đứa đóng vai Bồ Tát thuận, để cái đạo á nó sẽ đi theo thiên nhiên. Cũng giống như Phật Thích Ca, những cái người mà trong cái phim của thầy Phật đó, trong đó cậu chú Báp Ruột là Bồ Đề Đạt Ba đó, ông cũng phản Phật vậy. Rồi Phật cũng đâu có giảng pháp ở trong những cái người thân của Phật được. Phật cũng không có cứu được cả dòng họ Phật khi mà họ biết trước là bị người ta giết. Cho nên tại sao mỗi chúng ta là mỗi một cái thần hồn riêng biệt, và tự mỗi chúng ta phải tu tập, và tự mỗi chúng ta phải tự đứng lên. Mỹ nó có câu là stand up your own feet, thì người ta mới đỡ được. Trước tiên khi con phải gán hết sức mình, hết tài năng mình, thì lúc đó bạn bè thương con nó mới giúp con, đúng không? Rồi khi mà con hết sức mình rồi thì lúc đó người thân mới giúp. Rồi kế tiếp là những người lớn, những người khôn hơn, rồi những người thiện trí thức giúp con. Rồi cuối cùng là trời Phật Tiên Thánh giúp con. Nếu mà mình cứ ù lì, mình không có cố gắng gì hết, chả ai giúp mình. Đó là tại cái bộ dạy là phải gán tinh tấn, đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày đúng giờ là vậy. Khi mà bề trên thấy mình xoay tâm, vừa thấy mình siêng năng, thì từ đó cuộc đời mình nó bắt đầu dọn một con đường mới. Khi một người mà quay đầu lại thì giống như không có, trong cái chỉ tay và cả những tướng số, những thầy lỗi lạc cũng coi không ra luôn á. Chỉ là Phật tử thôi chứ không phải là thầy á, là nó sẽ thay đổi hết cái vận mệnh mình. Gọi là cực thiện hay cực ác. Một người mà chỉ có cực thiện với cực ác mới thay đổi được cái chân mệnh của mình, chứ là quyết chí á. Ngày xưa có cái ông mà ông đi thi rồi tới ngày tới giờ ông đỗ đạt, cuối cùng á nó mới biết được á, là mình mới là người thay đổi vận mệnh của mình. Giống như hộ xuống trần, cái hộ cũng làm sai lúc đầu, cũng bị về trên la, nhưng mà cái tập khí là cái hồi nãy có câu đầu tiên con kể đó, đâu có ai kêu hộ bỏ hết tài sản đi tu. Con vợ cũ của hộ nó đẹp lắm đó, nó đứng cao tướng ngon lành, ba đứa con lúc đó còn thiên ai chờ nữa, xe OV rồi bo rồi cái gì cũng có, mà tự nhiên chán. Mà không phải chán đời nha, chỉ thích đi tu thôi à. Nó ngộ vậy đó. Ngày nào cái bả cũng chạy vô chùa, bả vòng chiếc Mercedes, bả chửi ông không đóng cửa chùa tôi bỏ ông, mà bả chửi đúng năm không tin. Hỏi Bảy dưới, Bảy đó có ở đây không? Rồi Bảy ngồi kìa, bà này bả giữ chùa từ đầu tới cuối nè. Ngày nào bà xã cũ bà xuống bà chửi, rồi bà kêu hết Phật tử ra, kêu mấy ông thầy ra, bà khóc bà chửi ông á, ông đi tu ông bỏ tôi, ông không đóng cửa chùa. Cuối cùng mình làm thì mình cứ làm, hiểu không? Thì những cái gì mình lượm nhặt của cái trí khôn ngày hôm nay nó mang theo cái A Lại Gia Thức á, thì kiếp sau mình sẽ thực hành. Hôm nay mình có lời nguyện mình làm gì á, mình làm không được đời này, bảo đảm đời sau mình làm được, nhưng mà mình phải có lời nguyện. Thì cái lời nguyện của sư phụ á, đến lúc mà mấy vị kể lại á, con có nguyện trái đất này nè mà còn sự bất công con không thành Phật. Không biết cái câu đó nặng lắm không? Nặng hơn là ngày Địa Tạng thời mà dưới địa ngục không còn người, ngày không thành Phật nữa đó. Hôm nay cha đóng địa ngục, ổng thành Phật rồi, ổng bỏ tôi ở đây á. Còn Phật Bà Anh cũng có lời nguyện á, mười mấy lời nguyện. Mà cái câu mà trái đất này làm gì mà không còn sự bất công. Hôm nay là mình thấy nó náo loạn không? Putin Mỹ có nuclear war hiếp người ta, tập trung mình nghĩ nước lớn có tiền hiếp người ta, thì làm sao mà cái sự bất công không còn tồn tại trên thế gian này được. Nhưng mà ngược lại kiếp này một kiếp này sẽ thành Phật, thì hai thấy nó mâu thuẫn quá, đúng không? Quá mâu thuẫn. Sư Phụ Kiệt chỉ ở đây, từ đây tới cuối đời này với mấy con thôi. Trên này nói nè, sẽ cái trái đất này nó sẽ trở lại bình lợi hết. Thì bây giờ á, mọi người có thấy không, trục kia trội với đồng minh, trục bây giờ chỉ còn có mấy ác à, Iran nè, Tài phải không, rồi Syria nè, nó hơi lạnh á, tắt không, rồi tới Tập Cận Bình bây giờ sắp chia 5 x 7 nè, 3 cái vũ khí toàn là đồ giấy không, đúng không? Nghe bây giờ coi như qua phà miếng bàn rồi, khua rồi, đúng không? Rồi Bắc Hàn, cái thằng này bữa nay dân nó ngoài giờ đói, làm gì nó có sức đi đánh người ta. Xong Việt Nam mình khỏi kể, Việt Nam miễn bàn, Việt Nam chỉ là chiếc xuồng, xuồng lá, không có máy nuôi tôm, cũng chẳng có cây dầm nữa. Máy này ngã, chẳng lẽ trên thế giới chưa có mình Việt Nam là nước cộng sản duy nhất hả? Suy nghĩ đi. Vậy thì nói chuyện này đầu thai làm người Việt Nam làm gì? Đức Thầy mở ra cái đạo Hòa Hảo làm gì? Ngài là Phật á, cho nên mình phải biết mình suy nghĩ nha. Chạy rồi sau đó làm sao mình lấy lại Hoàng Sa Trường Sa? Chỉ có cờ vàng 3 sọc đỏ lấy được. Tại vì cờ vàng 3 sọc đỏ ngày xưa đã là chủ quyền, thì nó là hợp thức quá để mà lấy lại. Chứ Hoàng Bắc Đồng của mình đã ký giao cho Mao Trạch Đông rồi. Khi mà NATO trục kia trở với đồng minh á, là đồng minh á, bây giờ người ta có luật lệ, trên cái thế giới này nó sẽ trở lại một sự công bình. Ok, mày không có được xài than đá nhiều làm ô nhiễm môi trường, nghe Tàu, nghe Nga. Ok, mày không có được lên Nam Cực Bắc Cực để mà mày phá rừng phá núi. Thì khi mà rồi đồng thời hiện giờ nè, nội mà có con dịch 19 á, tại Vũ Hán mà nó ra để hại cái thế giới này á. Khi mà ông Diệm Kennedy á, ông bạn mình á, mà ông lật ra cái tội á, mỗi một đầu người không biết là thường bao nhiêu tiền, không biết tên chung không có tiền thường không nữa đó. Thì thế giới này có ai dám làm bậy trong tương lai không? Cho nên á, Kiệt sẽ thành Phật kiếp này vì Kiệt lập cái đạo có công cũng lớn như cha, và đồng thời cũng đã xong nhiệm vụ. Khi cái đạo ra đời thì tất cả các con họ Thiên từ đó tiếp tục lưu truyền lại, thì sáng có giải thích. Và đồng thời cái thế giới này không còn trục nữa, chỉ có đồng minh không làm gì mà bất công. Chỉ có hai khối mới làm ra chuyện bất công, đúng không? Một bên thì thờ ma quỷ, một bên cộng sản, một bên thì tự do có luật lệ, làm gì bất công. Công nhận không? Thành Phật.